Hôm nay tôi tiếp tục mua 100.000 cua, còng, cúm đủ loại để phóng sanh hồi hướng cho chú chó Lu đã ra đi vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 khi đốt pháo bông. Thì pháo nổ thì em ấy chạy đi luôn, nên hôm nay tiếp tục phóng sanh hồi hướng công đức cho bé Lu, để bé có sống thì cũng được hạnh phúc, mà ở nơi khác còn chết thì được đến đổi thân thể mới, đến những cái nơi tốt đẹp. Rồi bây giờ đi thả nè. Cua, còng, cúm, ba khía đủ loại. Phóng sanh cho chú chó Lu đi lạc. Lỡ có ai ăn thịt thì phước đức của đó cũng sẽ san sẻ cho Lu, để Lu á đổi thân thể mới tốt hơn, chứ Lu già rồi. Lu sống thì ở với Tây Ôn thì cũng vui, nhưng mà sự hy sinh của Lu á mà có được á thì phước báo sẽ nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ thả hết số cua này nha.